Anh em có nhu cầu mua áo phích vai hãy đến với nướngsóc.vn thử vận may quay tay cực nướng. Sẽ làm mồi các bạn. Đấy, cho hai thằng kia. À, có mìn luôn. Đặt luôn cho nó nóng. Chết mẹ, thằng kia nhận được súng rồi. Chết mẹ hai thằng luôn. Trên nhà dưới cũng có hai thằng rồi. Ây da, ây da, ây da. Thôi ăn liền rồi. Cầm ác này đó liền. Ôi hai thằng nó chạy lại tăng giáp kìa, nó đặt mìn chưa ta? Hay là hai đứa cài mìn ở đấy? Ui sệt tí chết mà. Phải cứt. Ui hình như là nãy là hai thằng này là đặt mìn của cái ạc mới tôi đặt mìn nè. Hai thế đặt mìn nè. Thằng kia chạy xuống cứu nè. À, ra là vậy. Trời ơi. Mặt đen lắm. Ủa, có mình, Ôi. Vui. Hay nha, được nha. Ồ, mọi người có nghe vọng tiếng game không nhở? Từ để tôi tắt tiếng đây đi. Tắt tiếng trên điện thoại đi. À, đủ. Cháy mình là lấy là cái ác phụ tôi đặt luôn ta. Rồi sao lại có tiếng píp píp là sao? Mẹ tiếng píp píp nghe khó chịu nhở. Hai trái luôn. Thôi phá đi. Okay. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho những em nào mà dân cày Free Fire, dân cày 2-3 tiếng một ngày mà mấy anh em có tình trạng bị lag, giật hay là bị những thông báo Facebook Messenger này nọ spam thì mọi người hãy cài đặt ứng dụng Noxicurity này về. Mình không giỏi đọc tiếng Anh nên mình đọc là vậy nha mọi người. Này, rồi đây là giao diện của ứng dụng nha mọi người. Có những tính năng như dọn rác ở khóa ứng dụng, tăng tốc, hạ nhiệt CPU, chặn thông báo. Thì lúc mà mình chơi game á, mình ghét nhất là tình trạng là thông báo Messenger, thông báo tin nhắn, thông báo Facebook này nọ. Cho nên mình sẽ sử dụng tính năng chặn thông báo đầu tiên đi. Mình rất là bực khi mà chúng ta chơi game mà bị mấy thông báo Facebook nó vào nhá. Facebook này tin nhắn Messenger vào đấy. Ok, rồi mình sẽ kích hoạt ngay này. Ủy quyền truy cập. Ok. Đấy, như vừa rồi đấy, mẹ tin nhắn Messenger đấy anh em. Bây giờ mình sẽ chặn tin nhắn Messenger đầu tiên. Lại tin nhắn Messenger đâu rồi? Messenger này. Rồi. Thứ hai là Facebook. Facebook đâu ta? Facebook đâu nhờ? Đấy. Facebook này. Hai cái. Tin nhắn này. Rồi YouTube nữa. Thôi bỏ qua đi. Ba ứng dụng mà mình cay vãi nồi mà. Ok. Bây giờ mình sẽ chặn ba thông báo của ba ứng dụng này trên điện thoại mình.
Rồi thứ hai là dành cho những em nào hay giữ link 18 cộng hay là những link vài phút gì đấy, 6 7 phút, link 7 phút là siêu hot, siêu nóng này nọ, thì anh em có thể giữ link cho riêng mình bằng cách là ứng dụng khóa, tính năng khóa ứng dụng nhá. Ok, bây giờ mình sẽ khóa tất cả ứng dụng như Discord, Facebook, bộ sưu tập này nọ để giữ những ảnh nóng này nọ trong máy. Ơi, mình bấm lộn anh em. Tôi bấm lộn đi. Tôi bấm lộn anh. Ok, bây giờ mình sẽ cài mã khóa ứng dụng luôn đi. Bây giờ mình sẽ cài là chữ chữ D như viết như nào ta? Chữ D như nào nhỉ? Thành chữ G đi. Ok, nhập lại này. G. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ thêm câu trả lời nếu mà anh em có quên mật khẩu. Đây. Con số may mắn của bạn là số mấy? Rồi, xong. Rồi thứ hai là tính năng dọn dẹp virus. Thì anh em có thể nhấp vào cái hình cái khiên này. Đấy, ứng dụng bắt đầu dọn dẹp virus cho mọi người. Để tình trạng những link 6 phút siêu hot này nọ có virus nha anh em. Ok, giờ diệt virus nó hơi lâu chút xíu. Còn một tính năng mình cực kỳ thích trên ứng dụng này đó chính là tính năng hạ nhiệt CPU. Nên thì mình có chơi vài game Free Fire mà nhiệt độ CPU mình nó lên tới tận là 54 độ. Đấy thì mình có hạ nhiệt rồi và không biết bây giờ là nhiệt độ CPU của mình là bao nhiêu đây. Ui, nhiệt độ CPU còn 36 độ C thôi anh em. Nhiệt độ bây giờ là nhiệt độ khá là mát cho CPU hiện tại rồi. Nên cùng mình cũng không cần hạ nhiệt nữa. Mình cảm thấy ứng dụng này khá là hay luôn. Anh em nào mà chơi game bằng máy nóng thì anh em nên sử dụng cái tính năng này. Mình thấy tính năng này nó hay vãi nồi, nó hạ được nhiệt CPU luôn anh em. Đây mình cảm thấy ứng dụng này khá là hay và khá là tốt thì mình sẽ lên Google Play và đánh giá 5 sao cho ứng dụng Nox Quy ở Nox City này nhá. Ok, 5 sao chống lộ linh 6 phút. Hí hí. Hí hí. Ok, đây là ứng dụng rất là thích hợp cho anh em là dân cài Free Fire mà máy anh em có tình trạng nóng hay là thông báo Facebook này nọ. Mọi người hãy cả tải ứng dụng này về thử và trải nghiệm nha mọi người. Chích nổ hết mình tôi rồi. À, nó chích nổ hai trái mình tôi rồi. Giờ sao ta? Giờ hết mình rồi sao ta? À, nó chích nổ hai trái mình rồi. Cái nhỏ biết thế đấy, đặt một trái thôi, đặt hai trái nổ hết rồi. Chết. Xe kia nó đi trên chắc cái mìn đây. Rồi giết này đã. Thằng này là nó chơi với anh trai nuôi này. Thằng này là nó kéo em gái nuôi theo này. Đặt tên là Như Như này, xong đầu mẹ nhường nhường cho em gái ăn nâng giáp này. Đúng là mẹ tình với anh em. Từ đó ỉa cho mình đây đây. Lên mái nhà nhiều. Nó là chiếc bì của tôi kìa. Thằng nào đập đập bì trên kia chết kìa. Còn mẹ mẹ bố mẹ. Mẹ bố mày ngứa mắt rồi nhé. Phá giờ ba chế mìn rồi. Hình như thằng kia đập mìn tôi trên nhà L. À đúng rồi trên nhà L. Tôi trên nhà L. Má, nó phá giờ ba chế mìn rồi. Thằng cục trên nhà L nó cứu rồi. Có mẹ. Con mẹ mày. Mẹ
thế phá tôi mấy chế pin rồi, cay thật. À trái nhát hả khốn ạ. Giết mày. Lấy lại những gì mẹ tao đã mất. Giờ bo, mình phải chạy bo. Ra solo luôn. Mẹ mày. Nè. Phát ba chiếc mìn của bố mày. Fuck. Ui nó giàu này. Dã man. Ây da, bó đốt, bó đốt. Bật ra. Để cho em kết bạn đi. Mẹ nó phá ba chiếc mìn của tôi mà. Quả nãy tôi không phá là tôi giết được cặp đôi kia rồi mẹ. Mẹ cầu nguyện được một cặp đôi luôn. Hay vãi nồi. Khốn nạn này như thằng ấy đã chim rồi. Phá tới 3 trên mìn luôn. Chơi kiểu để mức đây để nói chuyện cho mọi người nghe nó khó chơi vậy. Gì mấy người kia mẹ nó đít ngứa chim gì đấy. Comment quật què đấy. Mọi người đã theo dõi hết video này của anh Phò. Mọi người đừng quên là bấm đăng ký kênh và bật nút chuông lên để nhận những video mới nhất từ channel của anh Phò. Mọi người đừng quên bỏ ra vài giây đăng ký kênh anh Phò Free Fire. Đây là kênh mình chuyên dùng để livestream. Mọi người hãy bỏ ra vài giây đăng ký kênh và bật nút chuông lên. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hey!